Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Nam Phi đã nộp hồ sơ lên Tòa án Hình sự Quốc tế tố cáo Israel là có hành vi diệt chủng lên trên dân tộc Palestine. Mới đây thôi, qua Tổng thống của Nam Phi là ông Ramaphosa đã nộp hồ sơ này và cáo buộc Israel như thế. Chuyện gì xảy ra ở tại Tòa án Hình sự The Hague ở Hà Lan? Chút nữa tôi sẽ đi sâu vào, nhưng trước khi mà để hiểu được những vấn đề ở tại The Hague, thì tôi muốn tường trình một câu chuyện mới xảy ra ngày hôm kia ở tại phía Tây Ngạn đối với người dân Palestine mà Associated Press đã nghiên cứu, trích lục rất nhiều hình ảnh từ các camera tư nhân đồ gì đó để cho thấy hành động của quân lính phòng vệ Israel, tức là IDF, đã hành xử như thế nào. Theo Associated Press thì họ đã trích lục các camera hình ảnh an ninh của những cơ sở thương mại ở địa phương để thấy rằng là những người Palestine mà bên phía của IDF, lực lượng phòng vệ Israel, nói rằng là những người này là những người tấn công vào lực lượng IDF, có đúng hay không? Thì bên phía của Associated Press nói tất cả các hình ảnh là không. Những người này không có một tấc sắt trong tay. Và lực lượng Israel lại hành xử và bắn chết một người một cách rất là kinh hoàng. Câu chuyện xảy ra vào ngày thứ Năm, 12 tháng 1 năm 2024, khi mà lực lượng phòng vệ Israel tiến vào một thị trấn nhỏ ở Tây Ngạn. Thị trấn đó tên là Beit Rima. Lực lượng phòng vệ Israel tiến tới một người thanh niên đứng ở đó, đứng ở một góc đường. Không có khiêu khích gì hết thì lực lượng phòng vệ Israel đã bắn thanh niên này. Thanh niên này ngã xuống thì một người lính tiến tới gần, lấy chân đạp đạp lên trên thân xác đó và rồi bỏ đi. Xe của lực lượng phòng vệ Israel còn chạy qua cái thân xác này. Hình ảnh còn cho thấy có hai người đàn ông khác khi thấy cảnh mà lực lượng phòng vệ Israel đối xử với thanh niên đó, lật đật chạy tới để cứu giúp thì họ cũng bị hù dọa và bắn. Hai người đó cũng bị thương tích. Associated Press rất ngạc nhiên tại vì tất cả ba người này không có một tấc sắt trong tay. Và chính Associated Press nói, nếu nói là có vũ khí thì chỉ có vũ khí của Israel mà thôi. Phóng viên báo chí hỏi bên phía lực lượng Israel thì họ nói, những người đó, ám chỉ người thanh niên đã bắn chết và hai người đàn ông muốn tới cứu người thanh niên đó, thì nói những người đó đó là những người đòi tấn công chúng tôi, họ có vũ khí, chúng tôi phải tự vệ. Associated Press rất là bực mình nên Associated Press cất công cả chiều ngày thứ Năm qua sáng ngày thứ Sáu đi tìm, trích lục lại các camera an ninh, security camera của những doanh nhân nhỏ khu vực đó. Hình ảnh của các camera cho thấy thanh niên đó không hề có một sự tấn công hoặc khiêu khích hoặc có lời nói nào mà để tấn công vào lực lượng Israel cả. Không có. Hình ảnh còn nghe những cái tiếng cầu cứu thì thanh niên đó tìm cách cứu giúp thì thanh niên đó mới tới đứng ở nơi đó, chứ không hề có một
cảnh gì đó nói rằng là có vũ khí hoặc là ôm bom hay gì đó. Nên Associated Press cho rằng việc làm này là việc làm giết người một cách vô tội vạ của lực lượng phòng vệ Israel mà những người đó không hề khiêu khích lực lượng phòng vệ Israel. Nghĩa là lực lượng phòng vệ Israel có vấn đề. Trong vấn đề mà chiến đấu nói là truy lùng những người Hamas thì thực ra lại giết người một cách rất bừa bãi mà không đúng theo luật của quốc tế vào năm 1948 ngăn chặn giết người hàng loạt một cách vô cớ như thế. Năm 1948 quốc tế thấy cảnh mà nhất là Đức Quốc xã đã giết người hàng loạt đối với những người Israel thì quốc tế mới thông qua một đạo luật ngăn cấm việc trong lúc có chiến tranh lại có những hành động buông thả giết người hàng loạt đối thủ hoặc là dân tộc đối thủ. Cách làm của lực lượng phòng vệ Israel khi tiến vào thị trấn Beit Rima ở bên phía Tây Ngạn bắn chết người thanh niên 17 tuổi đó thì người ta cho rằng đó là hành động giết người một cách cẩu thả và có thể như thế là truy tố về tội giết người hàng loạt hoặc là tội diệt chủng theo quy định của quốc tế vào năm 1948. Lúc đó họ muốn bảo vệ dân tộc Israel thì bây giờ chính dân tộc Israel lại hành xử như thế với một dân tộc anh em đó là dân tộc Palestine. Người thanh niên bị bắn hạ, người ta đã biết được tên rồi. Anh ấy tên là Osaid Rimawi, 17 tuổi. Anh ấy ở tại Beit Rima. Qua câu chuyện, người thanh niên 17 tuổi tên là Osaid Rimawi cho thấy việc tiến quân của lực lượng phòng vệ Israel vào trong dải Gaza có rất nhiều hình ảnh đã giết người một cách rất vô cớ và đã hành xử đối với những người ở tại Palestine một cách rất là dã man. Cứ nói rằng là nghi ngờ người đó là chiến binh Hamas thì bắt tuột quần áo ra rồi chở lên trên xe bít bùng ra bắt ngồi quỳ xuống ở giữa sa mạc hành hạ họ. Thì bên phía của Nam Phi á, Nam Phi là một thành viên của BRICS á, thì họ nói Israel đang hành xử diệt chủng. Nên vì như vậy á, thì phải truy tố trước tòa án hình sự quốc tế ở tại The Hague, nước Hòa Lan. Nam Phi nói trước đây Israel là nạn nhân cho vấn đề diệt chủng thì nay Israel lại là thủ phạm cho vấn đề diệt chủng. Hồ sơ được nước Nam Phi nộp lên. Nước Nam Phi nói chính Israel là thủ phạm diệt chủng bây giờ. Đi ngược lại với hiến chương chống diệt chủng của Liên Hợp Quốc vào năm 1948. Trong hồ sơ, Nam Phi nêu lên hiện nay ở tại dải Gaza đã hơn 23.000 người bị tử vong, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em. Còn gọi là chiến binh Hamas không có mấy hết, chỉ có khoảng chừng 2.000 mấy trăm. Và con số bị thương tích cũng đã lên trên 100.000 người rồi. Cách làm của lực lượng phòng vệ Israel bắn chết người một cách vô tội vạ như là oanh tạc vào trại tị nạn Megazi, rất đông đúc người mà không cần kiểm chứng gì hết nên con số tử vong lên quá cao như thế. Nam Phi cũng nêu lên dải Gaza là nơi ở của hơn 2,3 triệu người trước khi có cuộc chiến. Nhưng bây giờ đó, dải Gaza đã lật tung lên hết rồi. Đây là một dải đất hoang tàn do phá hoại của lực lượng phòng vệ Israel.
Nam Phi cũng nêu lên một số trường hợp tương tự như câu chuyện mà tôi vừa mới kể, khi mà lực lượng phòng vệ Israel tiến vào thị trấn Beit Rima và đã có hành xử lên trên 3 người, mà một người đã bị tử vong, đó là thanh niên Uzit Rimawi, một cách rất là tàn ác. Thì bên phía của Nam Phi, hôm qua, vì sự bức xúc sống còn của nhân loại, bức xúc trước những tội ác chiến tranh do lực lượng phòng vệ Israel gây ra, họ đã nộp hồ sơ ở tại Tòa án Hình sự Quốc tế The Hague yêu cầu tòa truy tố Israel về tội diệt chủng đi ngược lại với những quy ước năm 1948 của Liên Hiệp Quốc về vấn đề diệt chủng. Israel phản ứng ngay. Qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Israel là Elion Levy đã phát biểu như sau: quốc gia Israel sẽ xuất hiện trước Tòa án Hình sự Quốc tế ở tại The Hague để mà phá tan luận điệu ru ngủ của Nam Phi. Đây là một chuyện mạ lì, một cách ác ý và nực cười trên xương máu của lực lượng phòng vệ Israel, cũng như chính Pretoria. Pretoria là thủ đô của Nam Phi, đã cho những người đối thủ một cơ hội về vấn đề lý và chính trị để mà che đậy tội ác của chế độ Hamas, là chế độ của khủng bố và hiếp dâm. Đó là phát biểu ngay của bên phía Bộ Ngoại giao của Israel, và người phát ngôn viên là Elon Levy đã phát biểu như thế. Và bên phía của Mỹ cùng với một số quốc gia Tây Phương cũng đã lên tiếng nói rằng việc mà Nam Phi nộp đơn như thế cho thấy bằng chứng không có, unfounded evidence. Mỹ lại đứng đằng sau Israel. Mỹ bao che cho tội ác của Israel. Mỹ và các quốc gia Liên Âu coi Israel là con đẻ, nên bất chấp những gì mà Israel đang làm một cách rất là kinh khủng, thì Mỹ và những quốc gia Liên Âu đó vẫn ra mặt bao che cho con cưng hung tàn độc ác như thế này. Nói rằng không có bằng chứng. Bằng chứng thì đã quá rõ ràng và quá nhiều, như là Nam Phi đã nêu lên. Rõ ràng Mỹ và Tây Phương lúc nào cũng rêu rao nhân quyền, nhưng khi chính con đẻ, con ruột, con cưng của họ là Israel làm ba cái trò tàn ác vô nhân đạo như thế, thì họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, bao che một cách rất là kỳ cục. Hở một chút xíu á, thì bên phía Israel nói rằng họ nhân danh cái gọi là tự vệ để mà chiến đấu, đi truy lùng Hamas, rồi nhân danh cứu các con tin lại hành xử một cách rất là tàn ác lên trên dân Palestine ở dải Gaza, và bây giờ bắt đầu tiến hành ở tại Tây Ngạn. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào? Thủ tướng của Israel là ông Benjamin Netanyahu lúc nào cũng nói: chúng tôi không có ý định ở luôn tại Gaza. Chúng tôi không có ý định chiếm lĩnh đất của Palestine. Chúng tôi chỉ muốn kiến tạo hòa bình. Chúng tôi làm theo đúng luật pháp của quốc tế. Và ông đã đề ra 3 mục tiêu mà Israel chỉ chấm dứt khi nào: thứ nhất, diệt hết những chiến binh Hamas; thứ hai là nếu mà Palestine, người dân đó, lập lại chính phủ, thì chính phủ đó không cho phép bất kỳ một sự gì đó sử dụng dải Gaza như là một nơi nương tựa cho những người khủng bố. Những tư duy đó, những lời nói đó rất là mơ hồ. Thứ ba đó
là Bộ Giáo dục Tương lai của Gaza, của Palestine không được dạy dỗ những người trẻ những tư tưởng hận thù với Israel. Ba điều đó là những điều mơ hồ và không tưởng. Vì sao? Chính hành động bây giờ của Israel đang làm thì những người trẻ của Palestine họ thấy, họ tự hiểu. Chính hành động của lực lượng phòng vệ Israel đang gieo sự hận thù vào trong lòng họ. Nên không cần Bộ Giáo dục của Palestine hướng dẫn, sự hận thù đó đã cắm sâu vào rồi. Nhất là nó đã cắm sâu vào trong lịch sử của hai dân tộc Palestine và Israel bao nhiêu ngàn năm rồi. Cách làm của Israel là diệt chủng. Trước đây Israel cáo buộc Đức Quốc xã diệt chủng, diệt người Do Thái. Thì bây giờ chính họ lại đang hành xử như thế đối với một dân tộc anh em là Palestine. Câu chuyện ở tại Beit Rima thuộc Tây Ngạn mới ngày hôm qua thôi cho thấy lực lượng phòng vệ Israel không tuân thủ theo các quy định khi có chiến tranh. Hành xử cách bừa bãi, bắn chết người một cách vô tội vạ như thế. Mà chuyện như thế nó xảy ra rất là nhiều ở tại dải Gaza, như là trong hồ sơ cáo buộc của nước Nam Phi trước tòa án hình sự quốc tế. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà bên phía Nam Phi nộp lên trên tòa án hình sự quốc tế. Tôi cực lực lên án nước Mỹ và Tây Phương lại bao che cho Israel một cách rất là tầm bậy như thế. Phải nói cách hành xử của Mỹ và Tây Phương, miệng thì nói nhân quyền nhưng trong thực tế lại bao che cho cái gọi là con cưng Israel rất là hư hỏng, hành xử cách tàn ác như thế đối với dân tộc Palestine. Thì nước Mỹ và Tây Phương đang nhúng tay vào máu của dân tộc Palestine. Và hành vi đó, đó theo luật nhân quả của nhà Phật, thì trong tương lai nước Mỹ và Tây Phương, những quốc gia mà nhúng tay ủng hộ cho việc này đó, nhúng vào máu như thế rồi đó, thì luật nhân quả mà, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Nước Mỹ và các nước Tây Phương đó sẽ phải trả một giá của luật nhân quả rất là mắc. Đó là góc nhìn của tôi. Tòa án hình sự quốc tế nói họ sẽ nghiên cứu hồ sơ và đem ra xét xử trong tuần tới hay tháng sau. Và họ nghĩ rằng khi mà xét xử như thế, nó sẽ làm cho Israel, lực lượng phòng vệ Israel chung tay lại, không có làm ba cái chuyện bắn chết người một cách bừa bãi như thế như họ đã làm trong những ngày qua. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.